Vietsai chào các bạn. Mai Vietsai sang Anh bản chọc ở Thái Bình để chia sẻ quý vị các bạn với khoảnh khắc của anh em đang đến đây giao lưu. Mời quý vị các bạn vào trong này nhá. Vào chào ông chủ tí. Em chào anh bản chọc. Không, đến với đông này quay sướng. Chào tất cả anh em nhá. Ok. Đến chào mọi người cái quý vị. Chào anh em bên lâu chưa nhỉ? Ồ, chào anh. Chào. Chào nhá. Ok. Chào anh em nhá. Đấy. Anh em bên lâu chưa? Em mới đến. À thế à? Hôm nay cái may mát rời nhỉ? May mát rời đấy, đẹp. Nay uống rượu rất là ngon. Đấy. Hello. Chào anh em nhá. Chào anh em. Ui, cây to chưa này. Con này nhìn ngoài to thế. Chào tất cả anh em. Chào Bonsai TV này, chào anh Bách Thuận này, Bonsai này. Bắt tay cái tình cảm. Hôm trước không tìm được số điện thoại của anh. Anh nha. À. Tí anh cho em lại cái số điện thoại nhá. Ở bên dưới mà. Ôi, em chào anh. Chào anh nha. Vâng. Vâng, em chào anh. Anh ơi. Em chào anh Toàn. Anh Toàn Thái Nguyên ơi, em chào anh nha. Vâng, vâng, được rồi. Hôm nay Nam đây có mặt tại Thái Bình, đi cùng với anh em hội Bonsai Hà Nội, với anh em các tỉnh rất là đông. Hôm nay cũng có rất nhiều kênh YouTube mà chứng kiến ở đây. Thì hôm nay anh em mình đi tham quan các nhà vườn của Thái Bình. Chúc anh em nhà vườn Thái Bình phát triển thật tốt. Để chúng ta thăm mọi anh em ơi. Phải like, phải like. Cái phone này tôi sẽ bảo về anh Mười Thường Tín rồi nhỉ. Về anh Mười Thường Tín này. Có anh nhìn ngoài to hơn ở trong Facebook đăng. Nhìn ngoài to lắm quý vị ạ. Ngoài rất to luôn. Nhìn Facebook tưởng nó nhỏ nhưng mà đây to lắm quý vị nhá. Rất già. Chào anh em, video qua xa nhá. Ôi, chào em nhá. Vừa đến á? Vâng. Chào đại ca. Đâu vậy? Vua Si ở Hải Dương. Đến một lúc rồi. Nay mát giờ anh ạ. Nay đẹp quá. Cái này thì bảo về ở anh Mười Thường Tín rồi anh. Anh ngắm cây đi nhá, em chia sẻ khoảnh khắc một chút. Đi xem anh bản có những cái gì để chia sẻ với quý vị nào. Em chào hai đồng chí đi, lịch trình của mình như nào nhỉ? Để bên lối nhỉ. Ở đây xong rồi cho anh em tập trung hết đây xong rồi. Hôm nay lịch di chuyển của anh em hội Bonsai Hà Nội với anh em các tỉnh ở Thái Bình, thì đầu tiên nhà anh Tăng, nhà anh bản. Điểm thứ hai sang nhà Linh Đồ Thờ ăn trưa. Thứ ba là nhà anh Triệu Bùi và điểm chốt hạ cuối cùng ăn chơi nhảy múa nhà anh Thinh. Nhưng mà trên lộ trình đi thì chắc chắn sẽ vào thăm một số những địa điểm nhà vườn. Ok. Là một địa điểm chính trong ngày hôm nay. Ok. Cho anh hỏi một chút hậu nhá. Tức là cái này là anh em mình làm cái công tác như này, đi như này là lịch trình như nào của mỗi tháng hay là như nào nhỉ? Hội Bonsai Hà Nội là tổ chức đi giao lưu các tỉnh một tháng một lần. Cứ thành viên ở trong hội. Tất cả ban chấp hành, ban chủ tịch của câu lạc bộ với cả anh em hội viên là cứ mỗi tháng sẽ đi một lần và mời anh em các tỉnh cùng tham gia. Rồi, ok. Vậy thôi. Hiện tại bây giờ đang có rất nhiều anh em các tỉnh tham gia vào cuộc quan sát luôn. Dạ chị. Mình mấy đứa trong này kết lạc luôn. À, được tốt quá. Một cái chương trình làm phong trào để phát động cái thú chơi cây của khu vực phía Bắc. Ok. Thôi qua những cái người gọi là fan của Bonsai và những người yêu cây cảnh, chúc đoàn thành chúng ta nói chung thành công rực rỡ nhá. Ok. Xin phép hai anh em đi chia sẻ xem nhà anh bạn có cái gì cho mọi người tìm hiểu một chút. Đây như đoàn của Hải Hậu. Chào anh em Hải Hậu nhá. Sử Tôm này. Chào tất cả anh em. Sao lâu chưa Sử? Em sang được tiếng rồi. Một tiếng thôi cả. Sao hôm nay anh tìm mãi có thấy đâu nhỉ? Hải Hậu đến đây là thủ đấy. Đội Đông Anh, của là Đông Anh.
Thôi ở xa đến muộn là đúng rồi. Em chào anh Long ở Cổ Loa Đông Anh nhá. Ui da. Ai da. Anh ơi. Vui quá. Chào các anh. Chào ông Tư nhá. Chào anh em 546 nhá. Anh bàn từ nãy giờ thấy bảo nổ được mấy cây rồi nhưng em không quay không kịp. Thì có mấy kênh kia quay rồi đúng không anh? Vâng, nhất trí. Cái cây mà anh để cho anh 10 thằng tín to nhỉ? Ở trên to, nhìn Facebook nhìn nhỏ lắm. Facebook nhỏ. Ừ, vừa nãy em chia sẻ trên rồi. Tới này anh bàn bắt toàn đồ già quý vị ạ. Thật sự nhìn nó chun chảy. Giả lắm quý vị ạ. Ngoài việc sai đưa được một lúc hai thông tin. Một là thông tin của anh em để đi các tỉnh chơi. Hai nữa là chia sẻ quý vị các bạn là những cái phôi của nhà vườn. Tư đi một vòng đi Tư. Đi một vòng đi. Em vén láng một vòng luôn. Ôi. Chào chào Kiên, Kiên MC nhá. Nào. Bà con đang hướng về em. Ok. Là Vũ nhá. Em thích trồng xỉ. Đấy. Đầu tiên. Okay. Cái này tất cả là xỉ rồi. Xỉ rồi gì? Ok. Anh đã phải thay. 16 bao em là người đi chở đúng không? Về anh đã phải thay. Anh thích xỉ. 16 bao xỉ. Ở cái này về nãy về đâu vậy hả? Nãy ai em lấy gì à? 16 bao xỉ. À thế à? Anh bạn ơi. Anh bạn ơi. Nãy là để lại cho hậu gì à? Để cho em xin cái bắt tay trên màn hình của em cái. Đấy, xin bắt tay lại cho quý vị các bạn. Về chủ tịch hậu ấy quý vị. Nào bắt tay lại cái rồi. Đấy, quý em sai chúc mừng hai anh em nhá. Cảm ơn cả nhà. Ok. Cảm ơn đạo sư nhiều nhá. Tại vì em sai đến muộn nên là lại xin được bắt tay lại để chia sẻ lên cộng đồng. Đang khen cho Tư ngắm. Về hậu cây từ quán rồi. Nhất thì đến sớm. Hậu ơi, vậy cho biết từ sau đi phải đi sớm, đúng không? Thực ra thì buổi tiệc, một bữa cỗ thì mình đến sớm thì mình sẽ chọn được những cái vị trí đắc địa và vị trí ngồi đẹp. Chán luôn. Cái gì vậy? Rồi. Chào anh Sơn Tô Trọng nha. Anh đi đến lâu chưa? Báo cáo cả nhà là anh em đoàn chúng tôi là mới đi được đến đây được 10 phút. 10 phút. Cường Trọng đi được mấy phút rồi em? Cường Trọng cũng phải được 10 phút rồi đấy. Chào anh nhá. Vâng. Không. Quay lại đi. Lên anh mà đấy. Quý vị ơi, tiếp tục nổ cây nữa quý vị ạ. Website chúc mừng anh ơi. Đây là anh bàn bắn về đâu đấy ạ? Chúng mình anh em ở Trương Mỹ hả? À Trương Mỹ. Vâng. Chúc mừng hai anh em nhá. Làm một tràng vỗ tay ạ. Vui. Vui. Vui quá quý vị ạ. Liên tiếp nổ quý vị nhá. Liên tiếp nổ quý vị ạ. Đồ già quý vị ạ. Bây giờ giao sai chỉ chia bia trẻ thì thế thôi. Vì đang tốt lên như này. Ra có anh Lịch. Dạ nhỉ. Vậy là hai cây rồi. Hậu mà đã nổ rồi thì này bay gần hết vườn luôn. Mỗi người có một hai cây vui. Đúng rồi cho nó vui. Lúc đấy mình chạy chưa. Chợ đỏ đang ngắm quý vị ạ. Chợ đỏ đang ngắm rồi. Nó có cái tay chạy lên ngực nhà kìa. Đá chơi. Ừ, đẹp thế. Rất là đẹp. Hôm nay rất may là trời mát. Cho anh em ngắm cây nó dễ hơn. Thấy nuôi trọng như thế này. Con này em cũng đẹp. Chú đấy là cứ tưởng là bị già cái mặt trắng cơ. Ra em cũng như thế này. Em vừa nghe chữ gì nhỉ?
Đây của anh. Dạ, thế quý vị ạ. 5 tỷ. Cái điểm chạy này khó lắm quý vị này. Công anh chết chát. Chào em Công Sim Sẻ. Công Sẻ từ nãy giờ đã soi được cái gì chưa? Em đang mãi đi tìm phương lám. Chưa soi được cái gì. Dạ nhỉ. Công chia sẻ cái này cho quý vị ngắm chút cầu. Dạ, bây giờ cây này nó là một cây rất già, phóng dáng thì ok, chỉ đợi mỗi thời gian. Thời gian già lắm. Cành cút giật nhiều không? Cút giật được rất nhiều, bây giờ đang tốt thì để giật đây nhá. Quay đây cho anh em xem. Em chỉ nói sơ sơ về cành này nhá, ra đây giật nhá, lên đây giật nhá, ra đây giật nhá, thì già lắm. Trung bình 3 phân giật một nhát. Làm vậy, nói chung là chậm nhưng mà lại được luôn nhỉ? Nhiều nhịp giật. Đấy, nhìn nhiều giật này. Chậm mà đến đâu đường đấy đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cốt đẹp quý vị ạ. À, quý vị có điều kiện nào về với anh Bàn Chọc ở Thái Bình để cùng ngắm những tác phẩm ở đây. Vio Sai cũng chỉ biết chia sẻ một chút, chứ để mà suy chia sẻ kỹ ra thì nó hơi khó vì nhiều lắm quý vị ạ. Ô, chào anh em chợ chùa nhá. Lâu chưa ở Thắng? Đây là bạn Thắng Nhôm ở chợ chùa quý vị ạ. Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi anh tên là gì và ở đâu ạ? Quên tên. Nắng quá. Hôm nay là đẹp đấy nhỉ Thắng nhỉ? Ngoài quá đẹp luôn đấy. Đây là anh Kỳ ở chợ chùa. Đứng chỗ này rồi, ghép năm thân rất là khó. Về thấy anh Minh Dưỡng đến rồi. Em chào anh Minh Dưỡng nhá. Anh vừa đến này cơ. Chào mọi người nhá, chào mọi người online. Vâng. Anh đi lúc mấy giờ, đường có bị tắc không anh? 7 giờ đến bây giờ còn đây 10 giờ. Vâng, vậy anh nay đi một mình à, chị đâu ạ? Đây. À kia. Chị. Chị ơi. Chị em chào chị đi, chị Putin. Chào em. Vâng. Chị chào khán giả nữa, em đang quay đấy. Chị chào em và tất cả khán vâng, giả. Đi lúc mấy giờ hả chị? 8 giờ hơn. Chị đi một xe đi cùng với anh đấy. Xe. À thế ạ. Nay, hôm nay may nóng mát chị nhỉ? Vâng. Trên đường mưa cơ. Dạ. Xuống đây còn nắng. Đông vui rồi. À, chị ngắm cây đây nhá, em đi quay một vòng. Úi. Anh mới lấy con này. Hello em. Đến lâu chưa? Em mới đến ạ. Ok. Vừa nãy hỏi anh Minh Dưỡng là đi có bị tắc đường không? Có tăng không em? Thế à? May quá này nó mát rồi em nhỉ? Ok. Ôi. Quay ra để cho mấy bác quay video. Anh bạn ấy hỏi cái này là cây gì hả anh bạn? Cái này cây gì ạ? Cây vối. Cây vối hả cơ? Ui trời, cây vối. Trồng đây bao lâu rồi anh bạn? 3 tháng rồi. Bắt đầu mới sùi đầu rễ. Này này mầm nhiều rồi nhỉ? Nói chung là mầm này thì là rễ nó ra đúng không anh bạn? Đúng rồi. Anh cái gì biết? Cái này. Rễ này à? Đấy. Cái kinh khủng. Cái tâm sống nhìn lên cái này. Hello bạn. Chào bạn nha. Chào ok. Chào anh ạ. Đây quý vị, anh bàn anh đang đây, cái này chỉ là ủ phần trên cho nó mát bầu thôi. Còn cả một cái bệ ở dưới nữa cơ. Mấy tháng rồi mà. Trồng cái mù kia. Chào đồng chí Khoát nhá. Em vào đến à? Vâng. Đây à.
em chào anh. Chào anh nha, chúc anh sức khỏe. Ôi, chào bạn nha. Đi mấy người đây? Chào bạn. Anh thương đâu? Anh ở ngoài kia à? Anh ngó cái gì đây anh Thương ơi? Em chào anh Thương nhá. Chúc anh sức khỏe. Xin chào. Vâng. Anh ngắm cây đi, anh bắt cái gì để em quay nhá. Nhưng mà để như này hết là cây cây huyền này của anh, của em Linh của thợ đấy, rất nhiều anh nhận thích. Anh chưa hỏi được, chưa anh hỏi rồi. Nhưng mà của Linh. Kìa, bắt đi, người ta không phải nói nhỏ. Không có gì lại nhá. Ba anh đòi, 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 anh chúc mừng đồng quý về Ninh Bình quý vị nha. Chúc mừng nha, chúc mừng anh em. Em Tú Văn Sai bắt lại cây của quán hát của Tổng quán về Ninh Bình. Hai lúa. Anh em chúng tôi vào di chuyển về nhà em Linh Đồ Thờ để ăn trưa, rồi đi một số nhà vườn ở Thái Bình, rồi kết thúc ở nhà anh Thinh Trọng. Beo Sai cảm ơn quý vị rất là nhiều. Beo Sai xin dừng ở đây nhá.